Huyền thư Tarot xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với trả bài chung có chủ đề người bạn đang nghĩ đến, họ nghĩ như thế nào về bạn. Khi mà Huyền thư đặt trả bài này trong Huyền thư Tarot mà không phải là tiệm tình yêu, thì cái người này có thể là đồng nghiệp, bạn bè, có thể là hàng xóm, có thể là người mới quen, có thể là mối quan hệ hợp tác làm ăn nhá. Rồi, trả bài hôm nay là trả bài không chọn tụng bài. Đây là trả bài chung, không phải là trả bài dành riêng cho bất kỳ ai. Cho nên các bạn đón nhận cởi mở, có chọn là những tình huống phù hợp với câu chuyện của mình. Bây giờ chúng ta bắt đầu đọc bài. Người mà bạn đang nghĩ đến. Các bạn có thể nhắm mắt lại, đưa mình vào trạng thái thiền và nghĩ về cái người mà bạn đang nghĩ đến nhá. Có thể là một người, hai người hoặc là nhiều hơn nữa. Mình thấy cái người này hiện tại ạ, năng lượng của bốn kiếm giống như là họ suy nghĩ khá nhiều. Nhìn bên ngoài giống như một người đang nằm ngủ, ví dụ đến giờ thì đi ngủ ấy, hoặc nằm nghỉ gì đó, nhưng mà bên trong là suy nghĩ rất nhiều. Cái người này có vẻ như là gia đình của bạn, mười xu gia đình, ví dụ như là vợ chồng, người thân gì đó, hoặc là trong cơ quan đơn vị, ví dụ là liên quan đến, ví dụ là đồng nghiệp của bạn, liên quan đến công việc của bạn, cùng hợp tác, cùng chung một cái công việc nào đó với bạn. Ở đây mặc dù Huyền Thư có nhắc là khi mà mình đặt trải bài này trong Huyền Thư Tarot thì có thể, nghĩa là cái số lượng về tình yêu thì có thể nói ít, mà chủ yếu là những mối quan hệ khác ấy. Nhưng mà ở đây mình vẫn thấy có những mối quan hệ tình yêu nhá. Mình thấy nổi lên, mình đọc cái năng lượng này trước, nổi lên là một người. Mình thấy họ suy nghĩ rất là nhiều. Đây là người mà mình thấy có cái phần là, một là cái tham vọng của họ quá lớn. Ví dụ như khi họ làm một cái việc gì đó thì họ rất muốn theo kiểu như là kiểu là bốc mớ ấy. Các bạn có hiểu cái ý mà Huyền Thư sẽ đạt không? Nghĩa là khi người ta làm một cái gì đó là người ta rất muốn nó phải kiểu cầu toàn ấy, nó phải đúng, nó phải đẹp, nó phải trọn vẹn, nó phải toàn vẹn, và thậm chí là người ta không muốn người khác can thiệp vào. Ví dụ tôi muốn làm gì thì tôi nói đừng có cãi, đừng có can thiệp vào của tôi, và thậm chí là họ sợ người khác can thiệp mà họ phải cố tình, họ phải gồng lên hoặc là họ thể hiện như thế nào đó để người khác không có điều kiện để xen vào cái việc làm của họ. Chính vì cái điều đó mà nó thể hiện bằng năng lượng sáu kiếm ấy, nghĩa là sợ, ví dụ như là các bạn cứ tưởng tượng như là một người đang làm một cái việc gì đó, nhưng mà sợ là người khác can thiệp thì mình dậy thật sớm vào để mình làm, để sau khi mà người ta đến ấy hoặc người ta thức dậy thì mình đã làm xong rồi. Có nghĩa là mình thấy một con người như thế, họ rất là cầu toàn, họ ôm cái mệt mỏi mệt nhọc vào người, và đồng thời họ kêu gọi cả cái sự ghét bỏ của người khác, bởi vì nó gần giống với độc đoán ấy. Mình thấy như thế. Đây là người thì mình, nếu mà khi mà mình nhìn vào trải bài, gọi là nhìn vào năng lượng của trải bài ấy, mình cứ thấy cái người này hình như họ có tình cảm với bạn. Đấy, hình tình cảm hoặc là một cái cảm tình đặc biệt nào đó mà giống như người ta giấu kín ấy. Không biết là xảy ra chuyện gì, năng lượng của The Tower đại biểu cho cái gì đó sụp đổ, thất vọng bất ngờ xảy ra. Trong lòng họ tự hỏi một điều rằng liệu tất cả những cái điều năng lượng của Temperance là giống như là, thậm chí mình còn thấy là họ làm một cái gì đó mà có thể, một trong những cái điều họ làm có thể liên quan đến bạn. Cái năng lượng Temperance là mọi thứ nó kiểu như là nó trọn vẹn, bình yên ấy, nó tốt đẹp ấy. Đấy, họ đã từng suy đi nghĩ lại, thậm chí là họ mất rất nhiều cái công sức ấy, toan tính ấy, làm sao để mà tốt đẹp mọi bề. Nhưng tự nhiên nó xảy ra một cái chuyện gì đó, và cuối cùng thì họ nghĩ một điều rằng không biết mọi thứ sẽ như thế nào. Đấy, năng lượng của Nine of Cups thì một là kiểu như là cái sự cảm mến, hai đó là giống như là mọi thứ đang tốt đẹp ấy. Đấy, thì tự nhiên nó xảy ra, năng lượng của The Tower, và trong lòng của họ, mình cảm thấy họ buông xuôi. Khi mà nhìn vào năng lượng của The Hangman á, tự nhiên mình cứ thấy sự chán nản, cảm giác chán nản, thất vọng, chán trường, không muốn tiếp tục làm cái việc gì nữa nhá. Thì đó là cái trả bài đầu tiên. Mình ở đây thì mình chỉ thấy như thế thôi. Ngoài cái năng lượng một cái người mà họ có cảm tình đặc biệt với bạn á, thì mình thấy nó xét về mặt công việc, ngoài ra mình cũng không thấy cái gì đặc biệt hơn. Mình cứ thấy liên quan đến tình cảm, đến cảm tình, dùng cái từ là cảm tình theo kiểu là thích ấy, chứ không phải là tình yêu gì đó đặc biệt lắm đâu nhá. Nó cứ có một cái gì đó, một cái năng lượng nào đó. Ở đây thì mình chỉ thấy như thế thôi. Khi mà Huyền Thư cảm giác cho rõ ràng thì mình vẫn tiếp tục trải bài nhá. Rồi,
để chúng ta tìm hiểu sâu thêm về người này. Người mà bạn đang nghĩ đến, họ nghĩ gì về bạn? 4 xu. The Tower. Ở đây xuất hiện đến hai lá The Tower. Có cái gì đó xảy ra, bất ngờ xảy ra. Mà cái sự xảy ra các bạn cứ cảm giác nó như sự sụp đổ ấy. Cảm thấy mọi thứ nó tan vỡ. Thậm chí là có sự mông lung, cảm thấy buồn, cô đơn, lạc lối. Thậm chí mình còn có cảm giác như là có cái gì đó tổn thương. Khi mà mình đọc đến cái sự tổn thương, mình nhìn vào lá bài 4 xu á, tự nhiên là ở trong lương san năm của mình ấy, nó có cái gì đó thổn thức, kiểu giống như là tủi thân ấy, kiểu thế. Tự nhiên mình đọc được cái năng lượng là, tự nhiên mình đọc thôi nhá, mình thấy thôi, mình cảm thấy thôi, chứ không dựa trên cái công thức của lá bài. Đó là cả thế giới này có thể bỏ rơi tôi, có thể bỏ mặc tôi, có thể đâm kiếm vào tôi, có thể chĩa kiếm vào tôi. Nhưng duy nhất có em thì không được phép, em hoặc là anh. Thì đó, và khi mình đọc đến cái này thì tự nhiên mình thấy nó kiểu giống như là, nó giống như cái giống như là cái lúc mà ta còn nhỏ, xong rồi ta bị bố mẹ mắng oan ấy, hoặc là một người lớn nào đấy đổ oan mà ta không thể, không có cơ hội để mà giải thích ấy. Cái cảm giác, cái cảm xúc mà mình cảm nhận được là như thế. Nó vẫn tiếp tục là Ten of Pentacles. Thưa bạn, thử liên hệ với câu chuyện trực tiếp, câu chuyện thực tế của mình ấy, để xem là cái Ten of Pentacles này là gia đình hay là cơ quan, đơn vị, tổ chức nào đấy. Họ cảm giác như là giống như tôi thực sự để, giống như tất cả mọi thứ ấy, tôi cố gắng để có được cái Ten of Pentacles này. Năng lượng của Seven of Wands, không hiểu sao mình đọc ở đây mình cũng muốn khóc nhưng mình không hiểu. Seven of Wands là tôi giống như con ngựa bị người ta xỏ dây, mỗi một người đều muốn kéo tôi đi một phía, và tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi cảm thấy mọi thứ ấy giống như là họ cũng đến lúc họ sụp đổ rồi ấy. Giống như một cái con ngựa mà nó gồng mình lên để nó đi theo lối này, đi theo lối kia, theo sự chỉ dẫn, dẫn dắt, đòi hỏi của người khác ấy. Đó. Và bây giờ tôi cảm thấy quá mệt rồi. Tôi thực sự, tôi rất mệt. Cái năng lượng của Three of Pentacles không hiểu sao mình cứ muốn khóc nhá. Xin lỗi, bởi vì cái năng lượng của mình rất là nhạy cảm. Mình trải bày riêng mà gặp phải khách hàng mà họ đang có cái năng lượng xấu ấy, mà lúc đó năng lượng của mình mà không khỏe, nghĩa là mình không thiền trước khi trải bài ấy, là mình rất hay bị ốm. Đấy, kiểu như thế, các bạn thông cảm nhé. Rồi, Three of Pentacles, Ten of Swords. Các bạn, mình rất là khó để diễn đạt cái ý mà mình cảm nhận được, bởi vì nó thuộc về cảm xúc, cái mà mình cảm nhận thấy ấy. Là giống như là các bạn cứ tưởng tượng như là cái sự sâu xé ấy, mình phải dùng cái từ đấy. Giống có một cái sự việc gì đó ai cũng muốn thế này, ai cũng muốn thế kia. Vậy thì tôi không thể làm theo ý mình. Giống như các bạn cứ tưởng tượng là ví dụ như 5 người 10 ý chẳng hạn. Vậy thì nếu họ nghe theo ý của người này thì sẽ làm phật lòng ý người kia. Nhưng cách còn lại đó là tôi phải làm theo một cái nào mà tôi cảm thấy hợp lý nhất. Và ở đây cái năng lượng của Ten of Swords là, một là có thể vì thế mà tôi làm tổn thương em hoặc là tổn thương anh, hoặc là tôi làm chính tôi tổn thương, hoặc như thế nào đó. Mình thấy có sự tổn thương ở đây liên tục, 3 xu 3 cốc. Nó giống như là một cái lời giải thích rằng thực sự tôi cảm thấy tôi không còn cách nào khác nữa, xin lỗi, kiểu như thế. Năng lượng của chiếc là xua khuyên nó khắp á. Mình có cảm giác như người này, nếu mà bảo là tình yêu kiểu nam nữ sâu sắc hoặc là vợ chồng không hẳn, mình có thấy nó liên quan đến một cái gì đấy, một cái thứ tình cảm, nó giống cái tình cảm năng lượng thì đúng hơn, kiểu thích nhau, mến nhau, cảm tình với nhau, hoặc là giống như đã từng ngưỡng mộ, tự hào về nhau thì đúng hơn là tình yêu. Và năng lượng của chiếc là xua là tôi cảm thấy loay hoay trong cái cảm giác ấy, loay hoay trong cái trạng thái là tôi rất muốn nói cho em biết rằng thực sự tôi, khi mà tôi rất muốn, kiểu như là ví dụ như là họ biết bạn buồn, tổn thương hoặc bị bắt nạt hoặc như thế nào đó chẳng hạn, họ rất là muốn bảo vệ bạn giống như khuyên nào khắp này, nhưng mà bản thân tôi không còn cách nào khác. Tôi loay hoay trong cảm xúc đấy và thực sự tôi rất là đau khổ nhá. Đấy, thì Huyền Thư chỉ có thể đọc bài như thế thôi, và ngoài ra thì mình cũng không thể đọc khác đi được rồi. Không hiểu, tự nhiên mình có thấy nặng nề. Mình không biết là các bạn quan điểm thế nào về một chiếc đờ tarot, nhưng mà bản thân mình là như thế đấy. Khi mình đọc bài, nếu hôm nào mà mình bị thôi thúc đặc biệt ấy, bởi vì hiện tại mình đang rất là bận, đủ thứ việc luôn, đi dạy,
học, kiểu mình đang học 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 lên ấy, rồi công việc chuyên môn vân vân. Con gái thì đang thi phóng viên nhí kiểu thế, nó quá bận luôn ấy. Xong rồi mình nghĩ là chắc là để đến mai, xong mình cứ bị thôi thúc trả bài, nên mình nghĩ là cứ mỗi lần mà có cái sự thôi thúc trả bài tất là có cái chuyện gì đó. Cho nên là mình cũng nói cái đặc điểm của mình để các bạn thông cảm nhá. Đấy, mình không biết là đặc điểm của mình đi đầu tarot mà khi mà mình hay khi là khi mà trả bài riêng ấy, mình thường phải thiền để giống như mình nạp năng lượng sẵn ấy, để không 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 bị ảnh hưởng năng lượng cách sâu sắc ấy. Đấy, ngay cả trả bài chung mình cũng đã bị ảnh hưởng như thế này rồi. Rồi mình cũng không biết đặt câu hỏi như thế nào nhỉ. Mình xem là chuyện gì đang xảy ra với họ nhá. Rồi. Còn là Pentacle Toggle. Chuyện gì đang xảy ra với họ? Mười kiếm. Chín xu. Năm gậy. Three of the Hermit. The Tower, Queen of Pentacle. Ba lá bài mà đến ba lá The Tower giống như là thỉnh khi mà mình làm một trả bài nào nó xong có bạn muốn trả bài riêng, bạn ấy bảo là một trả bài toàn là dead á, toàn lá bài dead á, thì ở đây toàn lá bài The Tower, đến ba lá ba trả bài rồi, ba bộ bài rồi. The Tower đại biểu cho cái sự đổ vỡ. Thực ra ấy, các bạn phải hiểu, nếu bạn đặt The Tower trong một cái hoàn cảnh ấy thì các bạn sẽ thấy nó giống một cái hành trình mà The Fool nghĩa là chúng ta cần phải đi qua đó, những cái gì cũ kỹ, những cái gì mà đã lúc mà giống như hết hạn rồi, các bạn tưởng tượng như thế. Nghĩa là chúng ta phải nâng cấp ấy, phải thay đổi đi để bắt đầu một cái hành trình mới. Ví dụ các bạn cứ tưởng tượng đơn giản là chúng ta có một cái thùng nước đi nhá, đấy, ví như thế cho nó dễ hiểu. Thì khi mà ta muốn thay nước mới thì bao giờ ta cũng phải đánh sạch cái thùng nước đựng nước đó đi, đúng không? Thì ở dưới này những cái rêu rồi những thậm chí những ký sinh trùng bám ở đấy nó sẽ bị văng ra ngoài, giống như là Tower này, đúng không? Và trong đấy có cả những cái có lợi, có cả những cái có hại. Thì các bạn hiểu rằng khi bản ngã của chúng ta đang muốn yên vị ấy, ở đấy đã quen rồi, thì tự nhiên có cái gì đó xáo trộn xảy ra thì nó sẽ rất là đau khổ, không thích ứng được. Thì con người chúng ta cũng thế. Thậm chí các bạn để ý mà xem, cứ mỗi khi trời trở, đúng không, thực cái thời tiết thay đổi nó chỉ là một sự vận hành thôi, đấy, vận hành đưa về cân bằng thôi, thì con người của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Đấy, mình rất là hay bị, cứ lần nào mà thời tiết thay đổi là mình cũng như thế luôn. Giống như con người của chúng ta cũng có cái sự xáo trộn, lặp lại vẫn lật lại toàn bộ để sắp xếp mọi thứ ấy. Mình đọc được một cái tài liệu nó rất là hay, đó là người ta nói rằng cái cơ thể của con người chúng ta ấy, đấy, nó rất là sợ chết, các tế bào trong cơ thể ta nó rất là sợ chết, vì nó liên tục thay đổi, liên tục đổi mới để nó trẻ hóa, cũng nó sợ nó sẽ chết. Đấy, các bạn hiểu vấn đề thì cứ giờ theo ở cũng như thế. Cho nên khi mà chúng ta trong trả bài tarot nhìn thấy lá bài này thì hơi sợ, đúng không? Còn trong cuộc sống của chúng ta, mỗi khi nó xảy ra một cái chuyện gì đó thì ta vẫn thường sợ như thế. Và các bạn biết là Huyền Thư thường trấn an mình thế này này, mỗi khi mà mình gặp một cái sự cố nào đấy xong mình cứ thường niệm thế này này: con biết ơn, bởi vì trong đáng lẽ, tại vì các bạn phải hiểu nó là những cái mà nó cần thiết phải xảy ra trên hành trình của mình, thì con biết ơn vì cho con gặp cái điều nhẹ nhàng nhất, theo kiểu như thế. Thì nó giống như một cái liệu pháp tinh thần của AQ á. Thì tự nhiên mình thấy nó nhẹ nhõm, còn không là mình sẽ rất là hoảng sợ kiểu vậy. Đó, thì đó mình chia sẻ một chút, tại vì mình nghĩ là khi mà đến đây rồi á thì chắc là các bạn nghe các bạn cũng thấy hoảng đấy. Không biết là các bạn có hoảng giống như mình không, rồi liên tục giật thò như thế này. Nhìn vào trả bài xong mình cứ thấy một con người cô đơn. Các bạn có phải là người cô đơn hay không? Nếu các bạn là con người cô đơn thì có thể đây cũng chính là bạn. Nhưng ở đây mình thấy có một con người nào đấy, họ rất là cô đơn, họ đơn độc vô cùng. Các bạn biết không, con đại bàng ấy, đấy, nó cực kỳ cô đơn. Đấy, mình đúng là ngoài từ nãy đến giờ, ngoài từ cô đơn ra, mình không còn từ nào khác. Thực ra cô độc và cô đơn khác nhau đó các bạn. Cô độc có nghĩa là độc hành, họ tự nguyện đi một mình. Nhưng có những con người họ sống ở giữa tập thể mà họ không thể đi cùng với ai, xung quanh chỉ toàn là kẻ thù thôi. Giống như là nếu mà bạn nào mà là cô giáo dạy văn, hoặc đơn giản là các bạn học giỏi văn, các bạn thích môn văn ấy, trong các tác phẩm của Nam Cao có một câu nói mà mình nhớ nhất, đó là
Có những người mà ở ngoài mặt thì lúc nào cũng tử tế với nhau nhưng thực ra trong bụng lúc nào cũng muốn cho nhau ăn bùn kiểu như thế. Đấy, cho nên là cái người này họ nhìn về những người xung quanh mình ấy, họ cảm thấy rằng nơi nào cũng là cạm bẫy. Khi mà nhìn cái lá bài 10 kiếm ấy này thì mình thấy cái điều đó, giống như nơi nào là cạm bẫy, giống như tôi đang định đi đến một vùng nào đấy nhưng mà em biết không, tôi không dám đi bởi vì tôi biết rằng có thể cái nơi đấy sẽ là cạm bẫy. Trước đây khi mà có thể trước đây bạn quan tâm đến họ hoặc là bạn hay chia sẻ hoặc là hay cổ vũ hay động viên họ thì họ nghĩ rằng là trước đây tôi còn nghĩ rằng có em, dù như thế nào cũng có em ở bên cạnh, em sẽ hỗ trợ tôi, em ủng hộ tôi. Nhưng bây giờ em cũng bỏ tôi rồi. Đấy, em cũng giống họ rồi, em đứng về phía họ rồi. Không không hiểu sao mình cứ muốn khóc thôi các bạn. Mình muốn khóc lắm ấy, mà tôi khóc thật to, hét thật lớn ấy, giống như hét hét vỡ tung cả bầu trời ấy. Thì mình đấy là cái mà mình cảm nhận thấy nhé. Và họ nói rằng là thậm chí có thể là bạn bạn như thế nào đó có thể là bạn cũng nói cái gì hoặc là bạn cũng đứng về phe những người kia chẳng hạn. Trong lòng của họ họ chỉ muốn hết tung, họ chỉ muốn nổ tung. Và sau đó thì con người này là người rất là giỏi kiềm chế và họ cũng là người khôn ngoan. Năng lượng của giờ hay mình có nghĩa là tôi im lặng và giống như tôi co cụm lại trong thế giới của riêng tôi. Tôi cảm thấy đổ vỡ, tôi cảm thấy tan tành, đấy tan vỡ. Queen of Pentacles trước đây ấy, tôi vẫn nghĩ rằng dù như thế nào thì em vẫn ở đó, 9 xu và cái Queen of Pentacles nó đại biểu cho cái điều đấy. 9 xu giống như là cái năng lượng sống của bạn truyền cho họ. Queen of Pentacles là cái sự ổn định, bình yên mà bạn bạn truyền cho họ, bạn ảnh hưởng đến họ. Bây giờ em đã đi rồi, hầu như là tôi cũng không hiểu cuối cùng thì em nghĩ về tôi như thế nào hoặc là em đối với tôi như thế nào nữa. Trong lòng tôi hoàn toàn cô đơn trống rỗng, cảm giác cả cái thế giới, cả thế giới này, cả thế gian này còn lại cuối cùng chỉ có mình tôi mà thôi nhá. Đấy thì mình đọc như thế rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào cái hành trình tâm linh bởi vì mình nghĩ này này, cho dù họ là ai nhưng một khi mà mình bị sự thôi thúc trả bài thì có thể cái người này họ liên quan đến hành trình tâm linh của bạn. Cho nên là mình sẽ kiểm tra xem là cái điều gì đang diễn ra với họ và bạn nên làm gì với họ nhé. Cái điều gì đang diễn ra với họ và bạn nên làm gì với họ. Knight of Swords. Queen of Swords. The Emperor 4 cấp. Hay gặp xua. Trả bài mình đặt câu hỏi đó là cái điều gì đang diễn ra với họ và bạn cần làm gì để giúp đỡ họ, hoặc là đơn giản đó là bạn nên làm gì trong hoàn cảnh này. Cái hình ảnh của Knight of Swords giống như một cái người mà các bạn cứ tưởng tượng như họ đang dùng sức lực ấy để họ phá tung một cánh cửa nào đấy. Mà các bạn nhìn cái cánh cửa thì các bạn sẽ thấy giống cánh cửa đang im ỉm từ lâu rồi và họ muốn phá tung đi, họ muốn thay đổi đi. Khi nào xua không hiểu vì sao đây là cái sự liên tưởng của mình nhé. Giống như bên trong có một người đàn bà đang ngủ, mà khi mà bình thường ấy cái lá bài này nó đại biểu cho một cái sự ám ảnh, một cái người mà ngay cả khi ngủ cũng nghĩ rất là nhiều ấy đấy, hoặc là liên tưởng tưởng tượng cái gì đấy gì đó thì không hiểu sao, đây là cái cảm nhận của Huyền Thư thôi. Giống như có một cái gì đấy là nó thuộc về cái sự cố hữu ấy, cái cũ kỹ ấy. Nó không 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 giống như không thể nào mà dứt ra được ấy, giống như cái họ cố gắng để họ họ họ, họ đẩy cánh cửa này ra thì bên trong có khuyên nào xua, giống như là hình ảnh của một cái người mà họ luôn muốn giữ lại, ngay cả trong giấc ngủ ấy người ta cũng nghĩ về một cái gì đấy và người ta muốn giữ lại. Giống như các bạn có tưởng tượng như là đây là hình ảnh của bà già nua nhá, nhưng mà trong giấc mơ bà mơ về một cô gái trẻ đẹp đấy, theo kiểu như thế. Vậy thì một là bên trong có cái đối tượng này, hai đó là họ tha thiết họ muốn thay đổi một cái gì đó, lột xác đi, thay đổi đi, đập toàn bộ đi, trở thành một cái giống như là mặc lên một cái màu áo mới đấy. Cái người này thì họ mang năng lượng The Emperor thì có thể là giống như là mình liên tưởng đến Hồ Quý Ly ấy, một con người mà theo kiểu họ là cái người mà muốn kiểu như là sáng tạo ấy, thay đổi ấy, cải tổ ấy đấy, kiểu như thế, họ muốn làm theo ý họ. Và cái người này có một cái đặc điểm là khi mà họ muốn làm cái gì ạ, là họ không muốn nghe ai hết, tôi chỉ muốn theo ý tôi thôi, đừng có can thiệp.
Đấy, kiểu như thế. Và vì thế họ họ vấp phải rất nhiều cái sự phản đối, bởi vì các bạn phải hiểu rằng trong một tập thể, ví dụ như là người ta muốn làm một cái gì đấy thì người khác cũng muốn được tôn trọng, được hỏi ý kiến ấy. Và tính cách của người ta như thế thì họ vô tình họ chuốc lấy rất nhiều cái sự ghét bỏ, thậm chí là nó cấu bè kết đảng ấy, tìm mọi cách để đả phá, tìm mọi cách để mà, thậm chí mình còn thấy cả cái xu hướng nó trục xuất ấy, muốn đẩy cái người này vào cái tình thế mà theo kiểu không, kiểu tình thế mức mà giống phải tự mà đi ấy, theo kiểu như thế. Mình thấy có xu hướng đó. Đến đây mình thấy buồn. Tự nghĩa là ngoài cái câu chuyện ra thì tự nhiên mình cảm nhận được cái năng lượng đó, áp lực, mệt mỏi, thậm chí rất là nhiều đau khổ. Ở đây có cả những người ở bên cạnh ấy, nghĩa là chỉ tìm cách để lợi dụng họ thôi. Ví dụ như là cái lúc mà cái thế của họ còn mạnh ấy, thì tìm mọi cách để dùng họ để đạt được mục đích của mình. Nhưng mà một khi mà thấy họ xảy ra chuyện, lờ lờ luôn, lờ lờ rời đi luôn, mà giống như là sống chết mặc may, kệ mẹ chúng mày, kiểu như thế. Mình thấy như thế. Vậy thì mình xem là cuối cùng thì cái người này họ có vượt qua được cái chặng này không, và bạn nên làm gì để giúp đỡ họ nhá. Bởi vì cái này thì mình cũng chỉ thấy câu chuyện thôi, chứ mình chưa thấy cái thông điệp là bạn nên làm gì để giúp đỡ họ. Đây này, họ cô đơn như thế này này. Còn những người mà đã từng kiểu như là nhờ vả được họ, đến khi thấy họ gặp họa thì đi qua xong che mặt lại, bỏ mặc họ, thậm chí là tìm chỗ khác, chỗ nào ấm hơn ấy, để dựa vào, để bám vào. Rồi mình xem là cuối cùng thì cái người này họ có vượt qua được chuyện này không, và bạn nên làm gì để giúp đỡ họ. Có thể là mình sẽ đổi cái, thôi mình cứ để cái chủ đề như thế đi. Đấy, bạn nên làm gì để giúp đỡ họ. Knight of Pentacles, The Medicine, Nam Su, Ba Gậy. Người này họ có vượt qua được cái chuyện này không, và bạn nên làm gì để giúp đỡ họ. Mình nghĩ là họ vượt qua được đấy. Tự nhiên một cái mình thấy một cái lá bài lại tiếp tục The Tower. Nó bị kiểu như tự nhiên nó giống như các bạn cứ tưởng tượng là khi mình rút một lá thì một cái lá nó tuột ra theo á. Tự nhiên mình cứ thôi thúc muốn muốn rút cái lá bài này ra thì nó lại ra The Tower. Để mình xem cuối cùng phía sau The Tower này là cái gì nhá. Temperance, một lá bài rất là đẹp. Rồi, bây giờ mình đã hiểu vấn đề rồi. Các bạn chú ý là lá bài The Tower và Temperance này là do mình rút thêm nhá. Rồi bây giờ mình sẽ đọc bài. Trước hết thì nếu đặt câu hỏi là cái người này họ có vượt qua được cái chuyện này không, có nhé. Cái người này thường là họ có một sứ mệnh đặc biệt ấy. Người này họ ở nơi nào cũng thế. Mình nếu mà bảo so sánh họ với Hồ Quý Ly ấy, thì mình thấy nó không biết có đúng hay không. Bởi vì bản thân chúng ta thì không sống trong cái thời đại đó, nên là tất cả những gì mà ta đọc được thì cũng từ sách vở, và ta suy đoán ra, suy luận ra, cảm nhận thấy mà thôi. Thì mình thấy có cái năng lượng đấy gần giống như thế. Nghĩa là họ là con người mà The Medicine là con người rất là quyết đoán, kiên định. Đấy, tính cách thì rất là thích. Các bạn cứ tưởng tượng đến một cái người mà họ luôn muốn thay đổi, muốn cải tổ những cái gì mà họ cảm thấy không phù hợp ấy. Và cuộc đời của họ, bởi vì cái tư tưởng của họ nó khác người như thế, thậm chí nó vượt thời đại như thế, họ đi đâu, họ làm gì, họ cũng gặp những cái người mà kiểu như con người cũ kỹ ấy. Đấy, không 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 giống như mình so sánh cái việc là rửa cái bình đựng nước ấy, cái thùng đựng nước, là các bạn hiểu cái điều đấy. Ai cũng chỉ muốn ở yên trong một cái gì đó yên bình thôi, họ không thích thay đổi, họ không thích cải tổ. Cho nên là họ bị vấp phải rất nhiều cái sự cô lập đấy, thậm chí tìm một cách đả phá, đánh ấy. Đấy, kiểu như thế, đánh kiểu như là kết cấu bè kết đảng này mà đánh nhau ấy. Nhưng mà người này thì một lần The Medicine họ cũng rất là kiên cường, rất giỏi. Thứ hai, người đó có sứ mệnh đặc biệt, The Medicine xuất hiện trong cái tả bài. Các bạn nhìn thấy trên đầu họ có một vầng hào quang. Những con người này thường họ đặc biệt lắm.
Cho nên dù cho dù có xảy ra chuyện gì thì cuối cùng họ vẫn vững như bàn thạch King of Pentacle, bởi vì là bản thân người này họ có hai năng lượng, một là họ vững vàng, hai đó là họ giống như họ có cái sự hỗ trợ từ ở trên. Cho nên nếu người này họ có đức tin nữa thì hầu như không ai làm gì được họ. Nhưng họ thì long đong, cũng long đong đấy. Đấy năng lượng của Ace of Swords. Sau đó thì mọi thứ ổn thôi, sáu cốc, mọi thứ tốt lành. Năng lượng của Seven of Cups là cho dù có xảy ra chuyện gì thì nó cũng tất cả những người mà giống như là bây giờ kiểu như là hoang mang về họ này, thậm chí ghét bỏ họ này, thậm chí đẩy họ vào cái chỗ mà kiểu bơ vơ, cảm thấy bơ vơ, nhưng sau đấy mọi thứ rồi lại ổn hết. Đấy, giống như các bạn cứ tưởng tượng có những con người này này. Họ là những người thấp cổ bé họng, họ không có chính kiến. Họ cứ thấy ai mang lại cái lợi ích cho họ thì họ theo. Đấy. Xong là khi mà ví dụ như là cái bản thân người này này họ muốn cải tổ, họ muốn thay đổi ấy, thì những con người mà đang muốn ở yên không 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 chịu ấy thì rất là muốn ủng hộ một cái đối tượng khác hoặc là theo một đối tượng khác, hy vọng là mình sẽ có cái gì đó tốt hơn. Nhưng mà chờ mãi thì cũng chả thấy cái gì tốt hơn cả. Các bạn cứ tưởng tượng nó, nếu nó liên quan đến một triều đại thì cái triều đại cũ này thay đổi đến một triều đại mới thì cũng chả tốt hơn, thậm chí còn tệ hơn, kiểu như thế. Cho nên có xu hướng là sau một hồi cảm thấy là không được gì cả, thậm chí còn thua thiệt hơn, thì cuối cùng lại quay vào ủng hộ. Cho nên nó là một hành trình của họ. The Tower nó giống như là họ bắt buộc phải xảy ra cái điều đó để cho con người ta, những người xung quanh nhận thấy một điều, cái sự đổ vỡ, cái sự thay đổi, cải tổ, sáng tạo gì đó của họ là cần thiết. Và sau đó thì họ sẽ thực hiện được kế hoạch của họ. Có nghĩa là họ phải đi qua, họ bắt buộc phải chấp nhận, phải trải qua cái năng lượng của The Tower này. Đó, chấp nhận cái việc là nó sẽ phải xảy ra, phải vỡ tan. Đấy, phải để cho ánh nắng lọt vào, soi rõ mọi thứ, thì cuối cùng temperance mọi thứ mới bình yên lại được. Giống như là các bạn cứ tưởng tượng là nếu như một người làm thì người ta cứ hay nghi ngờ á. Đấy, nhưng mà đến khi người khác cũng làm hoặc là người khác can thiệp vào rồi là như thế nào đấy, thì cuối cùng nó mới lộ ra được rằng cuối cùng không có cái gì tốt bằng người kia cả. Tất cả những cái điều mà họ làm là tốt hơn tất cả những cái điều mà họ làm mà đúng đắn nhá. Còn nếu mà đặt câu hỏi đó là bạn cần làm gì để giúp đỡ họ, năng lượng của 6 cấp đây, chỉ cần tin tưởng họ thôi nhé, chỉ cần thế thôi. Đó thì đó là toàn bộ trải bài ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu các bạn có nhu cầu trải bài riêng thì số Zalo Huyền Thư đặt ở phần comment, số Zalo và đường link Facebook các bạn có thể đọc qua cách làm việc của Huyền Thư. Nếu thấy phù hợp thì hãy đăng ký trải bài nhé. Đấy, nếu thấy trải bài hay cho mình một nút like, một đăng ký kênh và chia sẻ ở phía dưới đây, mình định hướng đến trải bài chung tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.